tại họp báo cung cấp thông tin về công tác phòng chống dịch COVID-19 vào chiều ngày 1 tháng 10, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thanh tra Sở Y tế đang xác minh bệnh viện tư nhân thu phí điều trị bệnh nhân COVID-19 hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, hiện tại chưa thể nêu cụ thể tên bệnh viện và sẽ thông tin chi tiết khi có kết quả điều tra. Trước đó, Sở đã có văn bản về cơ chế tài chính đối với các cơ sở y tế tư nhân chuyển đổi công năng điều trị COVID-19. Văn bản nêu rõ, bệnh nhân COVID-19 sẽ được chi trả tiền khám bệnh, tiền giường, dịch vụ kỹ thuật, thuốc, máu, dịch truyền. Bệnh viện tư nhân sẽ có trách nhiệm tổ chức khám chữa bệnh cho người mắc COVID-19 nhưng không yêu cầu gia đình bệnh nhân ký cam kết tự nguyện chi trả toàn bộ chi phí. Các khoản nằm ngoài phạm vi chi trả của ngân sách thì bệnh viện được thu theo mức giá thỏa thuận với người bệnh và không vượt quá giá viện đã kê khai với Sở Y tế.